thể hiện mình thôi chứ trong nước hiểu chúng nó quá rõ. Đúng là như vậy, nhưng mà chúng nó lại cứ bịt thông tin ở bên này, các bạn biết không? Cho nên những cái người ở bên này á, họ không hiểu gì hết. Như là chúng nó đổ nầm lên là ở Hà Nội nó chặt cây xanh rồi ô nhiễm môi trường này kia các thứ, nó cứ rầm 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 lên. Nó đâu có hiểu đâu, có một ít thì nó xít ra nhiều, nó cứ rầm 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 lên. Thì những cái người ở bên này người ta chỉ biết nghe chúng nó thôi chứ người ta đâu có biết gì đâu, đúng không? Cho nên là cái gì mình nói, chúng nó nói ở bên này mà không đúng, mình phải phản biện lại. Nếu không thì những cái người ở bên này người ta đâu có hiểu gì đâu. Người ta nghe mấy cái thằng đấy, nếu mà Lisa không nói ra là cái dân Úc này phải đóng thuế, phải trích tiền thuế ra cho cái cộng đồng đấy, thì làm sao người ta biết? Cũng có vài người biết chứ không phải không, nhưng mà có những nhiều người người ta không để ý đâu, ta mặc kệ à, người ta chẳng có liên, cũng chẳng thật sự ra Lisa cũng chẳng biết cái cộng đồng nó nằm ở chỗ nào nữa, mà nó bảo Lisa là gián điệp, là phá rối cộng đồng. Lisa cũng chẳng biết cái cộng đồng nó nằm ở cái góc, cái xó xỉnh nào nữa. À, thỉnh thoảng thì thấy vài ông bà cầm cái rẻ ra xong bắt đầu quậy quậy lên đà đào cộng sản vậy thôi, chứ thật ra Lisa cũng chẳng biết cái cộng đồng nó chỗ nào, chả biết nó nằm đâu, cái góc xó nào nữa. Tại từ xưa nay Lisa đi sang đây Lisa đâu liên quan đến cái, chả có để ý những cái đấy thật đó mà. Tại vì Lisa biết tiếng khác cho nên là ví dụ như là có những cái chuyện mà Lisa không hiểu tiếng tiếng Anh đấy, hồi mới qua thì Lisa gọi người phiên dịch nước khác Chinese chứ không có nói với người Việt Nam, tại vì Lisa hiểu quá người Việt Nam rồi đấy, ít khi dùng lắm. Chẳng hạn như là vào những cái nơi của nhà nước ấy, thì của chính phủ này này thì nhiều, đôi khi đó người ta nhìn thấy mình là người Việt Nam ấy, người ta cứ gọi gọi phiên dịch Việt Nam ra đó, thì mình phải bắt buộc mình phải nói thôi, chứ còn bình thường nên sao ông nói mà. Không có nói chuyện với cái gì đấy cơ. Thật ra phía sau họ là có bọn Mỹ và châu Âu lợi dụng. Đúng rồi, như giả cái này như giả xưa rồi chứ không phải bây giờ đâu. Các bạn cứ thử nghĩ tại sao năm ông nhà báo người Việt Nam, người Mỹ nó không tìm ra được người giết. Các bạn đánh dấu hỏi đi, đúng không? Nó ở bên này á, nó tìm ra thủ phạm rất là nhanh. Như là cái ông hôm đó, ông luật sư người Việt bị bắn á, nó tìm ra thủ phạm ngay, đúng không? Trong vòng mấy tuần thôi mà nó tìm ra ngay. Mà trong đây đây là những năm ông nhà báo bị khủng bố, bị bắn rồi bị làm sao đấy, bị đốt rồi bị bắn rồi làm sao, năm ông nhà báo đến bây giờ là bao nhiêu chục năm rồi chưa tìm ra, mà Lisa nghĩ là sẽ không bao giờ tìm ra, đúng không? Nó sẽ không bao giờ lôi cái vụ này ra nữa. Thì các bạn đánh dấu hỏi tại sao? Đấy, quá đơn giản rồi, đúng không? Đâu có ai tìm ra, bọn Mỹ nó đâu có tìm ra thủ phạm giết anh Diệm đâu, đúng không? Đúng không? Anh Diệm bị tại sao bị giết? Nó có mang cái người bắn anh Diệm ra để nó cho đi tù hay là nó làm cái gì không? No. Tại sao? Tại vì hung thủ chính là nó. Đúng không? Đơn giản vậy thôi. Cái này Lisa là đàn bà, Lisa còn nghĩ được ra chứ không thì những người khác. Không, bây giờ cho nên con của những ông gì đấy, ông thù ông, nếu Lisa là cái ông đấy Lisa không phải thù ai, Lisa thù cái bọn bọn chó, bọn tay sai. Do Mỹ hậu thuẫn cộng đồng năm gần cộng sản. Ở đây có mấy triệu người Việt Nam mà
có mấy người, mấy cái con điên nó tối ngày nó lên đây nó chửi cộng sản, chứ đâu có ai đi ra kia cùng chúng nó đâu. Mấy triệu người mà người ta đồng lòng người ta ra đấy thì nó khác ạ. Đúng không? Đây được có ba mống suốt ngày làm ba cái trò như là điên ấy. Đó. Lê Sảo cũng muốn là một ngày nào đó mấy cái anh ở Úc này, anh em nào ở Úc này mà cảm thấy rằng muốn tranh luận về cái gì đấy như là cái anh banh banh chành này này. Thế kể nay nó nói đây, mình cũng là người Việt Nam, mình cũng sống ở Úc đấy. Nói xem có cái gì gấp có. Ông các bà cứ suốt ngày nói tiếng Việt thì như chim hót ấy, thì ai người ta biết các vị nói cái gì đâu mà không tự do. Thử nói tiếng Anh xong rồi đi ra cộng đồng kia cứ lên YouTube với nói vài ba cái tầm bậy tầm bạ rồi là chửi dân Úc xem là nó có bằng chéo tầm bậy. Do cái gì nó tự do thì tự do, nó cũng có luật pháp hết ở đây. Cái gì nó cũng phải có luật pháp, không có cái gì nó không có luật pháp cả, các bạn hiểu không? Cho nên là đừng có nói linh tinh, mình cứ thích nói cái gì mình nói. Rồi em đi ra, nên xả thấy mấy người ở Úc này, nên xả hôm nay xem mấy người ở Úc này. Có một cái cậu ấy mới qua được mấy năm thôi, đi ra cứ thế đi cầm cái phone xong quay lung tung đi, tại vì thích quá mà đi dạo quanh quanh cái khu nhà mình ở, xong rồi đi quay vào mặt người ta rồi quay vào nhà người ta, như thế là phạm pháp nha. Cho nên đi xả nói với những cái người mà mới qua hay là chưa biết á, không phải là người ta không để ý á, đừng và chớ có bao giờ dùng cái phone này để mà quay vào mặt người ta là một, để đưa lên trên mạng này và quay cái nhà của người ta xong rồi đưa lên mạng này. Cái đấy mình không có mục đích làm cái gì cả, nhưng mà đôi khi người ta không thích, người ta cũng có thể người ta kiện mình được đấy, biết chưa? Bây giờ ví dụ như cứ cầm cái máy này xong rồi quay quay lung tung, xong rồi quay cái góc đường rồi quay cái nhà bổ, à, cái nhà này đẹp quá thế này thế kia, nhiều khi người ta không thích, hiểu không? Rồi á, như nên sao xem một cái người Úc, à một cái người mới qua đây này, quay quay xong rồi có một cái bà người Úc này, bà ra bà hỏi what you doing, bà hỏi mày đang làm gì đấy, hoặc là đi đi cứ đi ra đi vào đi đi qua đi lại á, người có khi á, có ngày á, nó báo cảnh sát á, nó không hỏi mình mà nó báo cảnh sát ấy, nó nghi cái thằng này làm cái gì á, cứ đi ra đi vào đi qua đi lại không có lần. Lê Sả mê không có ở nhà thì ông anh Lê Sả muốn đi qua đây làm cái gì á, thế Lê Sả bảo à con Lê Sả nó ở nhà, nhưng mà có sợ là khi mà ông anh Lê Sả tới thì gõ cửa thì nó không nghe thấy, tại cái bọn này nó hay chơi computer này kia các thứ ở trong phòng nó không để ý. Thì Lê Sả mới nói ông anh Lê Sả là bác trèo cửa đằng sau vào đi, có khi là đằng sau không có khóa cửa đâu, bác trèo vào đi. Ông anh Lê Sả nói chứ thôi tao không trèo đâu, có lần tao bị nó gọi cảnh sát rồi. Tại sao rồi? Tại vì cũng có người bạn thì ông anh mới xả mới tới hộ người ta làm cái gì ấy. Thế là cái người bạn ấy chưa về mới kêu ông anh đi xả là trèo trèo rào vào. Thế là ông anh đi xả mới trèo vào, thế là hàng xóm ấy, nó mới nhìn thấy nó gọi cảnh sát tới. Nó tới hỏi mày tới đây làm gì này kia các thứ, thế là từ đấy trở đi ấy, là ông không dám nữa, kể cả mình là em ông ấy mà cũng dám trèo rào chui vào nữa. Đến việc phải làm rồi, bye bye cả nhà, ok bye bye Văn Trần nhé. Đấy cho nên là nhiều cái ở đây ở cái đất Úc này nhiều cái mình không thể nào mà hiểu được luật pháp ở bên này đâu, cái gì nó cũng có luật hết, cho nên là
Mọi người mới qua đây đừng có nghĩ là mình giống như Việt Nam rồi mình làm cái gì, mình thích quay cái gì thì quay, thích làm cái gì thì làm. Xong rồi mình cứ nghĩ giống như Việt Nam, không phải như vậy đâu nhá. Các bạn đụng đến cái gì các bạn cũng, nó cũng có luật pháp ở trong ở đó hết, nó cũng có quyền nó kiện mình nếu mà mình làm sai. Cho nên là nhiều người nên xem ở trên YouTube này mới qua, hay là mấy cái người mà ở đây lâu rồi đấy mà cứ quay nhà quay cửa người ta xong rồi đưa lên mạng, cái đấy là không được đâu nha. Mình quay loại qua 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 thì không nói làm gì, nhưng mà quay cả cái khu phố đó xong rồi quay cả nhà người ta rồi ấy, nói nhà người ta là bẩn rồi này kia các thứ, như thế là không có được đâu. Cho nên là đó là Lisa nói về nhân quyền ở bên này, nhân quyền hay là nhân quyền hay là cái gì á thì nó cũng có luật pháp, nó cũng phải nằm trong khuôn khổ, nó cũng phải có từ 1 đến 10, nó phải có cái luật pháp. Cho nên là không phải là mình cứ nghĩ rằng ở bên này là tự do, mình chửi ai cũng được, mình đe ai cũng được, mình nói cái gì cũng được. Trước khi mình nói, trước khi mình làm, mình phải tìm hiểu xem cái luật pháp ở đây nó có được không. Các bạn có bao giờ thấy Lisa đi ra quay lung tung mà đưa lên đây không? Lisa không làm như thế đâu. Nó có cái luật của nó đó. Mình đừng có quay vào mặt người ta xong đưa lên trên này, người ta không thích đâu. Đúng không? Nhiều người người ta không thích đưa mặt người ta lên trên này, người ta không có thích như vậy thì làm sao? Chẳng hạn người ta đang đi ngoại tình với con bé nào ấy, đang đi ở ngoài đường tự nhiên lại gặp bố nào quay luôn người ta, đưa người ta lên mạng, thế là vợ người ta nhìn thấy, chồng người ta nhìn thấy, bồ bịch người ta nhìn thấy, ô tại sao hai đứa này lại đi với nhau, đấy có phải là chết không, đúng không? Cho nên là chớ dại, đừng bao giờ quay thẳng vào mặt người ta hay là làm những cái chuyện gì ở đây nó không như Việt Nam đâu. Không phải là cứ 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 thích là mình ấy đâu, động một tí là luật, động một tí là luật, cái gì cũng kiện được hết, đúng không? Nên là cứ nói là tự do cái gì tôi vẫn nói được đấy, đây là Lisa là bằng chứng đấy. Cái đất nước này không phải của chúng nó mà nó còn không cho mình nói, huống gì là ví dụ như là cái bọn lũ đấy mà nó mà cầm quyền ở Việt Nam thì các bạn có được há mồm ra không? Lisa nói thật một câu á, Việt Nam á, cái sự hận thù của người ta, của người Việt Nam ấy, cũng kinh khủng lắm. Cho nên là mới giải phóng được bao nhiêu cái thế hệ, cái bọn đô hộ ấy, nó sang Việt Nam ấy, nó đối xử với dân mình quá tàn tệ, đúng không? Cho nên cái sự hận thù của người ta nó mình thà chết chứ không chịu khuất phục như thế nữa. Bởi vì người ta đè đầu cưỡi cổ nhiều quá rồi, cho nên là người dân Việt Nam mới như vậy thôi. Cho nên là cái bọn bà quen nó có bị thua cũng là vì như vậy nữa, vì nó đối xử với người dân không có tình có nghĩa, cho nên nó không được lòng dân, không được lòng dân là chết rồi, đúng không? Ok vậy đi, hôm nay thì đi sàng nghe thấy cái thằng này nó nói một tí thì thấy cũng mấy cái người ở bên này cứ suốt ngày nói ở Việt Nam không có tự do, mà các vị sống ở bên này mấy chục năm rồi, các vị đâu có sống ở Việt Nam đâu, các vị cứ nghĩ như là Việt Nam như cái hồi mới mới giải phóng đấy. Đúng, cái hồi mới giải phóng ấy, đúng thật là cũng bị chính quyền để ý rất là nhiều, tại vì cái thời gian nó quá loạn đi, đúng không? Cho nên người ta phải để ý cái thành phần nào ấy, thành phần nào muốn muốn phản động hay là như thế nào ấy, người ta phải để ý chứ. Mà đến ngày ngày xưa các bạn có biết không, cái thời Lisa ở đấy, ở Việt Nam đó, hồi bé đó mình ăn mặc mà nhố nhăng cũng bị công an nói cơ, chứ đừng có nói gì như bây giờ á, ăn mặc cái gì không được, gần như cửa chuồng rồi, muốn làm cái gì thì làm, đúng không? Cái thời xưa đó, cái thời mới giải phóng là không phải như ngày hôm nay đâu, mà các mấy cái người đấy người ta đâu có biết đâu, tại vì người ta sống trong cái thời buổi đó, cho nên luôn luôn trong cái đầu người ta vẫn nghĩ là Việt Nam vẫn như vậy chứ không phải là như bây giờ. Như bây giờ rồi ôi còn quá bên này đúng không, tự do quá bên này nữa.
Chứ bên này Lisa có lần Lisa đi vào hỏi cái chuyện xe cộ phạt Lisa. Lisa đi vào đấy cầm cái phone thôi. Nó bảo chứ mày mày quay quay video đấy ạ. Ở đâu tao đâu quay cái gì đâu. Nó bảo chứ ở đây không được quay video nhé. Đó. Vào trong cái nơi chính quyền giải quyết của cái khu phố của cái nơi đó đấy. Cái giống như ở Việt Nam gọi là phường ấy. Nó đâu cho mình quay đâu. Nên là đâu như Việt Nam lao động cái là hết ầm hết ý nên ông ấy mầm lên là Việt Nam là quá dễ rồi, quá tự do rồi, tự do hơn là ở bên này nữa, bên này không có đâu. Còn nên nếu mà ai mà chứng minh được cho Việt Nam ở bên này tự do ấy, thì hôm nào á đang bị cảnh đang lái xe bị cảnh sát nó kêu dừng lại xong rồi cầm cái phone quay thẳng vào mặt nó xem nào, làm đi anh hùng phát đi xem nào. Để chứng minh cho người dân Việt Nam biết là bên này tự do lắm, muốn làm gì thì làm. Khi mà cảnh sát hỏi là tại sao mày bắt tao dừng lại, tại sao mày phải đưa giấy tờ đây chứng minh cho tao là mày là cảnh sát, làm đi. Mấy anh mấy chị ở hải ngoại đấy làm một phát như thế để chứng minh, quay video để chứng minh cho tất cả mọi người Việt Nam biết là ở hải ngoại tự do đi, làm đấy. Nó vừa ngừng xe lại bắt đầu cầm máy quay xong hỏi nó mày đưa giấy tờ đây cho tao rồi này kia các thứ, làm phát cho anh hùng đi. Đúng rồi, tự do quá trớn đến. Hỏi đúng rồi. Chào các bạn nhé.